Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Lễ Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai nha quý vị. Em chào chị. Rồi chị chào Tấn, kính chào quý khán giả trên mọi miền đất nước. Hôm nay em có đem về lô mai phôi, rất mong anh chị em cô bác tìm xa nhín chút thời gian vào xem ủng hộ shop. Shop của em địa chỉ ấp Bình Long, sông Bình, Chợ Cậu, Tiền Giang. Số điện thoại của em cũng là số Zalo nằm trên tiêu đề. Hình thức của tụi em là bao ship toàn quốc. Vào đầu clip vẫn là mã số 1. Rồi, mã số 1 đây quý vị ơi. Một em dán bye bye đây. Bye bye siêu siêu. Siêu bye bye. Cao 54. Rồi. Quanh 19. Rồi, xây luôn. Này cái bàn quay hơi bị chập chinh xíu ha. Rồi. Để đây quý vị. Sửa sao cũng lắc kỳ vậy đó. Lúc lắc lục cục. Rồi, để quý vị ngắm nghe kỹ đây. Quay hai chương trình kiểu. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 1 này giao lưu 200 à. 200. Rồi, qua mã số 2. Câu 58. Cái hoành 19. Rồi. Cái nào cũng lắc hết. Để đây quý vị. Bị khối luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 2 này giao lưu 300 à. 300 quý vị. Rồi, mã số 3. Cao 40. Cái hoành 13. Rồi, để đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 3 này giao lưu 150 à. Rồi, 150. Mã số 4. Cao 42. Đồ đây đi. Quanh 11. Rồi, 11 quanh. Để này giữ nha. Ừ. Đây à, quý vị. Để sổ kính luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 4 này giao lưu 200 à. Rồi, 200. Cao 97. Cái hoành 17. 17. Tay cành đặt kẹo luôn. Rồi, để luôn đây quý vị. Rồi, giao luôn như chị. Rồi, mã số 5 này giao luôn 109 nè. Rồi, 109. Rồi, qua mã số 6 luôn. Cao 79. Cái hoành 15. Rồi, 15 hoành. Cầm tay cành đây quý vị. Rồi, để luôn. Để con xè quý vị, đủ đế trơn nè. Rồi, giao lưu nha chị. Rồi, mã số 6 này giao lưu 150 à. Rồi, 150. Đủ 7 luôn. Cao 37. Cái hoành 17. Rồi, 17. Để đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 7 nó giao lưu 106 à. 106. Mã số 8 luôn. Cao 72. Cái hoành 17. Rồi, 17 hoành. Tay cành cũng đều rang nè quý vị ơi. Rồi, để luôn. Đó, để đủ hết trơn như quý vị nè. Tay cành đều chị. Mà đế cũng đều luôn. Rồi, mã số 8 giao lưu 150 à. 150 à. Bung cái tàn ra cái hết ý cái đấu gì. Cao 59. Rồi, mã số 9. Cái hoành 12. Rồi, 12 qua. 13 nó hơi yếu xí. 12 thì nó giác dữ lắm nha cô bác. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã số 9 đi giao lưu 104 à. Rồi, 104. Rồi, qua mã số 10 luôn. Cao 36. Cái hoành 14. Xây 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 luôn. Để đây quý vị. Đó, kính qua đây ha. Rồi, giao lưu như đây chị. Rồi, mã số 10 giao lưu 150 à. 150. Rồi, qua 11 luôn. Cao 63. Cái hoành 16. Rồi, xây xây luôn. 16 hoành. Để luôn đây.
Bộ đế trải dài dài, sáng sáng thì như cái búi tóc dài nè, sáng 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 sáng. Giao lưu như là chị. Rồi mã 11 này giao lưu 150 à. Rồi 150 qua 12 luôn. Cao 39. Rồi cái hoành ngay đó. Cái hoành 15. Xây xây luôn 15 hoành. Né cái mắt ra với cái đẩy sâu dưới. Rồi để đây quý vị, để đỏ ao kính mít chứ ra trần ha. Chặt rồi, cứng luôn. Rồi mã 12 đi giao luôn 150 à. Rồi 150. 13 luôn. Cao 47. Đó. Bạn để đo xe cái này, đo sát né, luôn né, nè. Né cái cục đó. Né cục luôn nè, ha. Rồi 16 đi. 16 đó ha, đó né, né cái cục có nhánh tử. Né cái nhánh này luôn nè, né cái rễ luôn đo vô đây. Chứ để coi đo đây đi. Đó trên này đó. 13. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 13 này giao lưu 150 á. Rồi 150 ha. Rồi xuống cây luôn. Mã 14 luôn. Cao 47. Cái hoành 14. Rồi 14. 14 hoành. Để đây quý vị. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 14 này giao lưu 103. Rồi 103. Rồi qua 15 luôn. Cao 42. Cái hoành 14. Rồi 14. Rồi đấy luôn. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 15 này giao lưu 150 à. Rồi 150. Rồi mã 16 luôn. Cao cây ra nha. Cao 39. Có nhánh bay hay dài dài đó. Hoành 17 đúng. Rồi xe xe luôn. Đó, bay chừng quẹt vô mặt á. Thấy đường ai quá. Rồi để đây. Né này né nó vậy để nó quẹt vô mặt. Đó, rồi giao luôn nhiêu chị? Để rồi mã 16 này giao luôn 107 à. 107 à. Rồi ok mới luôn. Cao 42. Cái hoành 11. Rồi 11. Để luôn. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 17 đi giao lưu 103. Rồi 103. Rồi qua 18 luôn. Cao 79. Cái hoành 20 đúng. Rồi 20 hoành. Tài cảnh khá quá đây. Rồi để đây. Đó. Để kính nó to nhỏ gì đặt cái bầu cái này cái gì. Rồi giao lưu nhiêu chị? Tiền ship hết tiền cây. Nhiêu? Giao lưu mã 19 có 208 mà cô bác. 208. Cây này tiền ship muốn hết tiền cây. Rồi tiền ship cũng hết tiền cây luôn. 47 cao. 14 hoành. Em này mã số 19 nha quý vị. Rồi để đây. Để bàn xe cũng kính cái bầu đây ha. Rồi giao lưu như rồi mã 19 giao lưu 150 à. 150. Rồi qua 20 luôn. Cao 52. Để chừng dài. Tôi né cái gù này ra đi. À 16 lấy 15 đi. Rồi, cái đó tính 15. Đúng 16 à. Luôn á mà tự thấy nó u nặng sơ sơ. Trừ nó lại phân. Giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 20 này giao lưu 107 á. 107. Rồi qua 21 luôn. Cao 62. Cái hoành 12 luôn. Rồi 12 hoành. Để đây. Để lạ lạ đây. Để quay đi. Này quá chiêu. Rồi giao lưu nhiêu chị? Mã 21 này giao lưu 103. 103. Rồi. Qua 22. Cao 47. Hoành 15. Rồi xây xây luôn, nhẹ 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 nhẹ. Rồi, xin bé quý vị.
lưu nhiêu chị? Rồi mã 22 này giao lưu 150 à. Rồi 150. Rồi 23 luôn. Cao 44. Cái hoành 15. Rồi 15 hoành. 16 yếu tính 15. Rồi để luôn. Cái bàn quay ở đây quay dèo dèo luôn. Quay phải dịnh rồi, còn bàn bên đây ghi gần chết. Rồi giao lưu nhiêu vậy chị? Rồi mã 23 này giao lưu 140 à. Rồi 140. Rồi xuống cây luôn. 24 luôn. Cao 57. Cái hoành 14. Nó không có đi. Đây ghi nó mới đi. Còn khi quay nhẹ cái đi dèo dèo, không gì ngắm nghe đế nha. Dán nè. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 24 thì giao lưu 150 à. Rồi 150 ha. Rồi xuống cây. 25 luôn. Cao 47. Cái hoành 13. Bộ đế cũng đẹp nè cô bác. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 25 này giao lưu 200 à. Rồi xuống cây 200. 6 luôn. Cao 65. Cái hoành 15. Rồi 15 hoành. Rồi xuống đế đây. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 26 này giao lưu 107 à. Rồi 107. Rồi qua 27 luôn. Cặp luôn. Cặp đôi là 3, cao 39. Cái hoành 12. Cây hoành 13. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi cặp 27 đi giao lưu 170 à. Cặp 27 giao lưu 170 cô bác. Rồi cặp 28 luôn. Cao 79. Cái hoành 15. Bên đây thôi 16 đi, 17 yếu 16 đi. Rồi để luôn rồi quý vị. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi cặp 28 này giao lưu 200 à. Rồi qua cặp 29 luôn. Cao 39. Cái hoành 13. Đây hoành 12. Rồi để đây. Rồi giao lưu nhiêu? Rồi cặp 29 thì giao lưu 160 à. 160. Rồi cặp 30. Cao 39. Cái hoành 14. Đây hoành 12. Rồi để đâu vậy ơi. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi cặp 30 này giao lưu 108 à. Rồi 108. Rồi cặp 31 luôn. Cao 57. Cái hoành 14. Hoành 16. Rồi em 14 hoành, em 16 hoành. Để luôn. Rồi giao lưu nhiêu chị? Cặp 31 này giao lưu 200 à. 200. Hai cây. Rồi 32. Cao 39. Cái hoành 15. 15 hoành. Đây hoành 19. 15 hoành, em 19 hoành. Để cái gì nè. Đó. Chạy cũng ok quá đây. Rồi cặp này giao lưu như chị? Rồi cặp 32 này giao lưu 190 à. 190, hai cây luôn. Rồi cặp 33. Cao 58. Hoành 14. Hoành 13. Rồi em 14 hoành, em 13 hoành. Để còn khá để qua đây.
Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 33 này giao lưu 107 á. Rồi, 107. Cặp này đế đẹp. Rồi, qua cặp 34 luôn. Cao 56. Quanh 15. Quanh 13. Rồi, xây xây luôn. À, để luôn nào quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đây chị? Rồi, cặp 34 này giao lưu 108 à. Rồi, 108. Rồi, qua cặp 35. Cao 57. Cái hoành 13. Cái hoành 12. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu vậy chị? Rồi, cặp 35 thì giao lưu 106 à. Rồi, 106. Rồi, cặp 36 luôn. Cao 46. Cái hoành 13. Cái hoành 12. Rồi. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 36 này giao lưu 108 à. Rồi, 108. Rồi, qua cặp 37 luôn. Cao 52. Quanh 13. Quanh 12. Rồi. Rồi, xuống đế luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 37 này giao lưu 108 à. Rồi, 108. Rồi, qua cặp tiếp theo. Cao 52. Cặp 8. Cái quanh 12. Quanh 14. Rồi. Để luôn nha quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Cặp 38 này giao lưu 107 à. Rồi, cây luôn. Cao 39. Quanh 12. Quanh 12 luôn đi. Rồi, mã số 39 đây quý vị ơi. Để đây quý vị. Đó. Rồi, cặp 39 này giao lưu nha chị. Rồi, cặp 39 này giao lưu 150 à. Rồi, ok. Cô clip em cũng có gì hơn, chúc cô bác mình một ngày mới tràn đầy niềm vui à. Dính chút thời gian vào xem ủng hộ shop em cảm ơn à. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.